Ngân Nghe Channel xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Xin kính chúc quý cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Và hôm nay thì đây là đôi dép nè mọi người, tôi Ngân Nghe đã làm. Và khách thì đặt nhà Ngân Nghe làm là phải dán cái đế cao su vô. Đó, cho nên là đây, nhà Ngân Nghe là dán đế cao su đó. Giờ ông xã là đang chè chè cái đế để dán cái này vô nè mọi người. Đây, chè cho nó gấp hết cái lớp xương đó rồi mới dán nó mới ăn. Đây là chiếc đế đã chè xong hết nè mọi người. Và bây giờ thì tiếp tục chè qua hai cái tấm xu. Chè cái xu này nó rất là nặng tay á mọi người. Cái này mà anh vô nó mới ăn được cái mô tơ này đó. Rồi mọi người, sau khi đã bôi keo rồi dán miếng su vào đế xong á, thì bây giờ ông xã của mình bắt đầu cắt cái miếng su cho nó bằng đế này. Đó, cắt cái này nó cứng lắm đúng không anh? Cái cao su của lớp xe rồi người ta họ rập ra rồi bây giờ là tận dụng lại làm dép này. Cái này cái tay là phải dùng lực mạnh, tay mình làm được đâu mọi người, chỉ có tay ông sản thôi đó. Trời ơi, cắt phải khéo léo. Và những đôi như dài này mọi người, khi mà khách yêu cầu thì nhà mình mới làm nha mọi người. Đó, đây, cắt xong một chiếc, đây chưa cắt xong này. Và khi nhà mình làm đó mọi người, những đôi như dài lên này, đó, mọi người nhìn đây, những đôi như dài lên là nhà mình làm cứ may và bán thôi. Còn ai yêu cầu dán đế xu thì mình làm, mình dán cái đế xu thì mình lấy tiền thêm. Tại vì một đôi đế xu bình thường mình dán vô cái đế Tommy đây thì thêm mấy chục ngàn nữa đó mọi người. Còn hiện tại những đôi dép như vậy thì nhà mình bán với giá 215 ngàn. Rồi sau khi mà ông xã của mình đã cắt xong rồi thì bây giờ là bắt đầu là sủi cái đường để xíu nữa rồi may. Khi mà dán đế xu xong thì phải mình mới may xong thì mình may xuyên qua cái tấm xu luôn, nó rất là cứng. Làm phải qua một công đoạn rất là lâu nữa mọi người. Nhưng mà khi làm như vậy thì mình mang đôi dép nó chắc chắn hơn. Đó, sủi để có cái rãnh là mình may chỉ nó nằm ở dưới đó. Với lại cái đế xu này bình thường là nó trơn, nó bằng phẳng, nó chưa có gì hết, là mình phải tạo những cái đường sủi để khi mình mang nó mọi người thì nó khỏi có bị trơn trượt rồi đó. Đó, những cái đường sủi mọi người nhìn đẹp không mọi người?
Đó, đây là mới xuống cái gót thôi. Rồi, bây giờ mới lên trên trên chỗ cái mũi nè. Những đôi dép như vậy này mọi người, thì ai mua thì yêu cầu thì nhà mình mới làm nha mọi người. Còn nếu không không thì mọi người cứ mua một một đôi bình thường như vậy này. Đó. Một đôi bình thường vậy. Đó, khi mình may xong là mình bán với giá 215.000. Dán một đôi đế xu như vậy thì thêm mấy chục ngàn nữa. Nhưng mà khi mình mang đôi dép thì những người thích họ mang thì mang nó chắc chắn hơn. Còn thích kiểu dán xấu. Còn người cũng thích thì nói xấu nó rồi nhiều lúc. Nói chung là mỗi người mỗi ý đó mọi người. Đây, về nhà mình thì có lên hai ri đó mọi người. Hai ri là mình lên một ri đen này, đây đen là kiểu này này, đó giá 215.000 và địa chỉ của mình là 270 Lý Thường Kiệt, Trà Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Dán xong rồi. Đó. Dán gì đây? Đây đây là mình dán này, đó còn để đây chưa dán này. Đó mọi người, có người thì thích, có người dán vô thì kêu đi nó hơi nặng một xíu. Nhưng mà khi mà mang thì nó chắc chắn hơn xíu. Đây nó khác hẳn đúng không mọi người? Nhưng mà vẫn đẹp mà. Đẹp thì nói chung là tùy sở thích của mỗi người nữa. Mỗi người có mỗi cái suy nghĩ khác nhau. Đây, và mình lên cái ri đây, ri nâu nè mọi người. Cái nâu này là nhà mình đợt này lên cái nâu nó hơi sậm. Hơi sậm mà mang nói chung là da hết. Đây, trong cái lót này nè mọi người là nhà mình cũng làm lót da luôn nè. Đó. Và số điện thoại của mình là 0363564582. Ai có nhu cầu thì xin liên hệ số điện thoại của mình nha. Và đó cũng là cái Zalo của mình để mọi người tìm hiểu thêm. Nói chung là mình những cái video trước là mình quay những cái công đoạn làm nó rất là nhiều rồi. Cho nên là hôm nay là mình chỉ quay những cái nói chung là khách yêu cầu hoặc là mình quay sơ về vấn đề may đó cho mọi người xem. Đó, và đây là cái ri nâu nè mọi người. Đó, cái kiểu này mình quay đây. Ủa xe. Nói dài tiếng không? Nếu mọi người cảm thấy hay thì hãy đăng ký và ủng hộ like cho mình một like nha và chia sẻ. Thì nói chung là dép của mình thì làm bằng thủ công cho nên lúc nào các cái công đoạn làm nó cũng là thật là vất vả. Và mang thì mình cảm thấy là nhiều khách cũng rất là hài lòng. Vì cái ở mình làm thì bằng nói chung là làm uy tín chất lượng. Đó, những khi mà mình đã bắt tay vào mình làm này, một đôi dép này. Đó. Đó mọi người nhìn nè. Nó rất là đẹp đúng không mọi người? Và nhà mình thì đợt này thì đây nè mọi người, một ri nâu nè, đây là một ri đen. Chưa? Yeah. Dép này để sâu nè mọi người, thì mình may nè. Nếu mà mình may thì nó rất là cứng. Giờ là mình bắt đầu là mình may. Cái này khi mà mình may không cái đế này không là bình thường là nó cũng rất là nặng rồi mọi người. Nhưng mà dán cái đế sâu thêm nữa là mình may nó nặng lắm. Nặng cái tay nhưng mà mình may dép thì nói chung thì nó cũng quen rồi, chịu khó một xíu. Cái hàng này hồi trước mình cũng ít có nhận lắm. Nhưng mà khi mà làm cái hàng này thì khách hàng yêu cầu với lại mang cảm thấy bền thì đặt mình thôi mọi người.
Đây mọi người ơi, một đôi dép này may xong khi dán đế xu đó, những cái đường chỉ nó nằm ở dưới cái rãnh này rồi, kẻ hoàn thiện. Và bây giờ thì mình sẽ quắng mình đi gửi ha. Đó, mình dán cái giày khi mà khách nhận thì nó đỡ bị tốt dép hơn. Đây mọi người, thì hàng đi thì mình cứ mình quấn ở trong rồi cũng kỹ đó. Bây giờ mình mới dán lên keo. Nói chung là mình gửi hàng cũng quen rồi, cho nên là nhân viên bưu điện mới cho mình dán tại nhà. Chứ không là khi mà mình đem á, là nhân viên bưu điện họ kiểm tra rất là kỹ lưỡng. Đó. Mà mình thì mình dán tại nhà thì mình quấn, mình làm đồ, mình gói hàng á, thì lúc nào thấy cái chất lượng nó cũng đảm bảo hơn là mình giao cho máy em ý. Rồi xong. Và cái đơn hàng của mình gửi đây, mình cứ mình quấn lại trong đây, mình buộc kỹ càng hết rồi. Qua đây thì mình quấn bên kia. Đây. Mình chỉ mình đem lên bưu điện mình gửi như vậy là xong.